Thưa quý vị, trong thời gian vừa qua, tình hình giao thông ở Đà Lạt còn nhiều diễn biến phức tạp. Mặc dù đã triển khai nhiều biện pháp nhưng tình trạng thanh thiếu niên tụ tập thành nhóm, chạy quá tốc độ, phóng nhanh, vượt ẩu, lấn đường vẫn diễn ra, gây bức xúc cho người tham gia giao thông và đã có không ít trường hợp gây ra nhiều vụ va quẹt, tai nạn giao thông đáng tiếc, không chỉ cho nạn nhân mà cả người tham gia giao thông. Sau đây là ý kiến của nhân dân trước thực trạng đáng buồn này. Trong những cái năm vừa qua thì phải nói là cái hiện tượng này rất là nhiều. Đặc biệt là có những cái cháu mới 17, 18 tuổi là đêm tập trung ở các cái tuyến đường, ví dụ như ở ở trong thành phố mình như Đài Bảo các thứ cũng đã đưa, thì tập trung đua xe rồi là lạng lách đánh võng ở các tuyến đường rất là nguy hiểm. Thì để mà đảm bảo các cái chủ trương đó thì tôi cũng đề nghị như vậy là các cái cơ quan chức năng, nhất là đội cảnh sát giao thông của công an thành phố kết hợp với công an phường là tăng cường cái sự tuần tra kiểm soát về ban đêm. Thường thường các em đi xe chở hai chở ba không đội mũ bảo hiểm là một, nghĩa là lấn đường chạy ẩu và nẹt bô, nghĩa là làm người dân của chúng tôi đi đi bộ cũng phải sợ chứ đừng có nói đi xe. Nên chỉ là chúng tôi đề nghị các cơ quan chức năng để theo dõi những cái hành vi đó. Nhiều em nó còn nhỏ tuổi mà nó xách cái xe nó đi, nó ra là nó chạy không không nể ai hết, lạng lách, nghĩa là cái con đường này đi ra đây chứ tôi đi ra thường xuyên gặp là các em nó chạy đâm xe vậy mà nó vẫn chạy ào ào. Trong thời gian gần đây thì cái hiện tượng mà lạng lách đánh võng vân vân, nhất là đối tượng học sinh xảy ra rất là nhiều. Nên cái đó là một trong những cái là bức xúc của nhân dân, mà chúng ta cần thấy rằng là chúng ta phải có cái tính chất đồng bộ là tuyên truyền giáo dục tất cả mọi cơ quan đoàn thể, và đặc biệt là đối với con em của chúng ta trong từng gia đình là cần phải quan tâm để mà giáo dục và tuyên truyền. Đã là trong cái phạm vi luật và thực hiện thì là phải đúng tuổi và có bằng lái xe lúc đó mới được sử dụng các cái phương tiện. Cái thứ hai là các tổ chức cơ quan chức năng như công an và các cái lực lượng trật tự thì phải tham gia vào thực tế để mà giảm bớt cái vấn đề tai nạn đó. Cái thứ ba là đối với nhà trường là phải đưa vào cái chuyện là chương trình giáo dục và thường xuyên, và cái đó là phải có cái thi đua, phải kiểm tra kiểm soát đầy đủ, thì có như vậy cũng là để tác động tham gia vào cái chuyện này giảm thiểu cái việc là gây tai nạn giao thông. Đó là một cái thực tế. Và đối với các cơ quan đoàn thể và cái chính quyền địa phương thì cần phải mạnh tay hơn nữa và có biện pháp, và chúng ta phải tham gia vào một cách là thường xuyên, chứ không có nghĩa là theo đợt theo từng giai đoạn rồi chúng ta lại buông thả. Như vậy là chúng ta lại cứ tiếp diễn gây ra những cái hiện tượng là không tốt đẹp trong cái chuyện là tham gia giao thông với đường bộ của chúng ta.